Tao kêu bạn tao thiết kế kỹ từng chi tiết, không ai biết thịt giả đâu nha. Showbiz mà. Mình không hại người ta, người ta cũng hại mình nè. Công an đến gông đầu mày lên phường. Về đâu? Bắt con đi lại. Khỏi, em khỏi dạy, để chị dạy nó cho. Làm nổi tiếng rồi hả? Chính xác. Chúc mừng mày. Nhưng mà em không có tin gì đâu. Long Nguyễn không đơn giản như em nghĩ đâu. Không có ai dư tiền để làm những chuyện đó hết. Vậy tao hứa với mày, từ nay về sau sẽ không bao giờ can thiệp vô cuộc sống và công việc của mày nữa đâu. Mày nhớ đó. Đừng có côn đồ quen thói nha.